Bảo như thế này thì ở nhà chơi game. Ở nhà chơi game là ở nhà chơi game. Vâng, đó là chính tình trạng chung của các thanh niên hiện nay. Hiện nay thì các vùng miền như miền Trung hoặc miền Nam thì đều đang có bão. Và hiện tại thì chỗ admin cũng bão đang rất là lớn, cho nên là hầu hết các bạn đều được nghỉ học và ở nhà. Thì mình còn làm gì nữa? Chơi game. À, chắc hẳn các anh em thì đều đã biết đến cái con bàn phím cơ Woodland SM680R. Đây là một trong những con bàn phím cơ huyền thoại, một con bàn phím cơ giá rẻ nhưng mà chất lượng tốt, đồng thời cũng cho các cái chế độ đèn LED khá là bắt mắt. À, hiện nay thì cái con Woodland đó đang bị ngưng sản xuất, cho nên là có rất là nhiều các cái bạn đến hỏi admin là có con nào mà có thể thay thế được con đó không. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con bàn phím mà có giá phải chăng nhưng đèn LED RGB, có phần mềm tùy chỉnh và đặc biệt là nó sẽ có hệ thống đèn LED theo nhạc luôn. Nào, hãy cùng admin theo dõi nó nhé. Yeah. Ok, đầu tiên thì cái tiêu chí dành cho cái bàn phím mà có thể là đối thủ của Funland phải là tiêu chí nhỏ gọn. Thì đây chính là con bàn phím này. Tất nhiên nó là con bàn phím mà do thằng Boss Gear luôn, bàn phím của mình đấy. Đó. Con bàn phím này thì nó sẽ có phần thiết kế giống như con Funland, đó là về cái dạng TKL, tức là dạng nhỏ gọn, không phải là dạng có đầy đủ phím số 104 phím mà là thuộc dạng tên cái LED. Đó. Thì nó sẽ có thiết kế cũng có bọc kim loại phía trên như thế này. Và cái kim loại này cũng được sơn chống rỉ cũng như là chống giật, nên các bạn yên tâm là sẽ không bị giật. Và cái phần kim loại này nó sẽ có màu, đó là màu cho, tức là màu xám, nhìn rất là đẹp. Và nó sẽ sơn một cái lớp nhám, nhưng mà cũng không phải là được nhìn nó nhám vậy thôi, chứ thực ra nó sờ cũng khá là trơn chứ không phải là nhám hoàn toàn. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có logo của Boss Gear và các cái đèn báo hiệu Numlock và cũng như là các cái bàn đèn báo hiệu của thằng Slowlock vân vân. Xin lỗi nhé. Rồi, ok. Về cái phần đèn LED của nó thì để đèn LED RGB, cái đấy thì mình sẽ cho các bạn xem sau. Mình nói sơ qua một chút nữa thì cái này thiết kế khá là chắc chắn vì nó được bọc kim loại, cho nên là các bạn yên tâm, nó rất là chắc, mình có bẻ thế nào thì nó cũng không thể bị cong vênh. Đằng sau thì chúng ta sẽ có bốn cái lẫy, mình xin lỗi là có hai cái lẫy thôi, hai cái lẫy để mình nâng cao cái độ phím lên cho dễ gõ hơn, và sẽ có bốn cái nút cao su ở đây. À, đặc biệt là hai cái lẫy này nó cũng sẽ có chân, là hai cái lẫy này nó cũng sẽ có cao su luôn, cho nên là đảm bảo cho các bạn có thể dính chắc chắn trên bàn mặc giờ cho dù là mình có nâng độ phím cao hay không. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái layout chuẩn. Cái layout này thì mình có thể tha hồ mà chơi keycap. Khác với lại con Funland thì con Funland nó sẽ có layout cũng là layout chuẩn, nhưng mà cái keycap của nó sẽ là keycap low profile, tức là những cái con keycap này nó sẽ thấp, cho nên là nhiều khi mình chơi keycap nó sẽ bị vướng vào những cái thành của cái cây, nó bị nhô lên bọc lấy các cái chân phím như thế này. Thì các bạn theo dõi con Funland thì các bạn sẽ biết đó. Nếu mà các bạn nào đã từng sử dụng qua con Funland thì nếu mà cái loại mà nó dùng profile thì khó chơi keycap lắm. Và đặc biệt hơn là cái con này nó sẽ có phần phím nhô cao lên chứ không được bọc ở trong cái cây như con Funland. Thì phần phím nhô cao lên này nó sẽ có cái mặt điểm lợi, đó là dễ dàng vệ sinh và dễ dàng thay keycap. Như con Funland thì tuy là nó đẹp thiệt nhưng mà nó sẽ rất là khó vệ sinh và cũng rất là khó thay keycap, tại vì nó bo tròn bọc hết tất cả các phím, rất là khó. Những bạn nào mà đã từng dùng qua Funland thì sẽ biết. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp dày, không bọc dây dù nhưng mà nó sẽ có cục chống nhiễu và đầu USB màu vàng. Đó là tốt rồi. Đấy. Con này nó sẽ sử dụng Blue Switch của thằng Long Hua. Đây. Long Hua này chính là cái switch mà đã sử dụng ở trên con Funland SM680R, rất là nổi tiếng. Nói chung về hiệu năng của nó khá là tốt và tiếng clicky nghe cũng rất là sướng tai. Nếu như các bạn nào đã từng bấm qua Funland thì con này bấm cũng y chang như vậy luôn. Độ nảy cũng khá là cao và tiếng clicky khá là to. Đó là những cái ưu điểm của thằng switch Blue. Ok.
Bây giờ mình sẽ nói sang cái phần đó là hiệu năng của nó. Thì con này sẽ có độ bền là tới 50 triệu lực nhấn. Ngoài ra thì con này nó hỗ trợ cho mình cái đèn LED RGB rất là sáng và rất là nhiều chế độ. Đây có cả phần mềm tùy chỉnh luôn, mình có thể tùy chỉnh macro thoải mái. Ok, mình sẽ nói sơ qua thêm về cái phần keycap của con này. Keycap con này cũng sẽ làm là double shot và khá là dày. Nếu như các bạn để ý thì khi mà mình double shot tức là nó sẽ có hai lớp, một cái lớp nhựa màu đen ở bên ngoài và một cái lớp nhựa màu trắng ở bên trong. Chính vì vậy mà khi các bạn sử dụng thì nó sẽ không bao giờ bị phai chữ. Và cái con keycap của con này cũng khá là dày. Khi mình gắn keycap vào cũng như gỡ keycap thì nó rất là chắc. Các bạn yên tâm là không có cái hiện tượng nó là bị bung keycap hay là lỏng lẻo đâu. Đây. Đó, khi mình gắn vào thì nó cũng rất là cứng. Mình gỡ ra cũng rất cứng. Đó. Rất là chắc tay. Đó. Và một cái ưu điểm lớn nữa của cái con này đó chính là cái phần đèn LED của con này. Đèn LED của con này sẽ là đèn LED RGB chứ không phải là đèn LED kiểu như 7 màu của Full Lens. 7 màu của Full Lens thì các bạn có thể để ý thấy là nó chỉ đổi được 7 màu cố định thôi chứ không có phần mềm tùy chỉnh mà có một cái bảng màu 16,8 triệu màu được. Các bạn lưu ý, nó sẽ khác nhau rất là nhiều đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái phần mà nổi bật nhất của con này, đó chính là các cái chế độ LED cho các bạn cùng coi. Ok, như các bạn thấy đây chính là cái phần đèn LED của con này. Con này đang hỗ trợ phần đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Các bạn có thể nhìn thấy là cái dải đèn LED RGB của nó chạy rất là mượt mà. Không như cái chạy một số cái con 7 màu thì khi mà chạy thì các bạn có thể thấy là từng mảng màu tách biệt mà nó sẽ có giật một chỗ, một số chỗ. Thì đây chính là cái phần RGB thực sự của nó. Cái đèn LED của con này do nó sử dụng switch được nhô lên cao nên khi các bạn nhìn thấy nó sẽ là lộ LED lên bên ngoài như thế này. Nó nhìn khá là đẹp. Sẽ tỏa đều ra phía chân LED. Rất là đẹp. Nó đặc biệt hơn là do cái con này sử dụng switch long hua nhưng mà nó là phiên bản trong suốt cho nên là đèn LED nó sẽ tỏa đều lên trên các cái phần chân switch. Các bạn có thể nhìn thấy cái phông chữ rất là rõ ràng ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn một số cái chế độ LED đơn giản. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái phần đó là tăng giảm cái này là khi mình ấn F xuống thì nó sẽ là giảm độ sáng và mình ấn F lên thì nó sẽ là tăng độ sáng lên. Có rất là nhiều mức, phải lên tới gần tới 10 mức độ sáng khác nhau. Ở đây thì ấn F trừ để mình giảm tốc độ và F cộng để mình tăng tốc độ chạy. Đó, rất là đơn giản thôi. Và khi mình muốn đổi chế độ thì chúng ta sẽ có FN và có tất cả 9 nút ở đây. Mỗi nút thì nó sẽ có 1 hoặc 2 hoặc 3 chế độ. FN này, FN về phía bên FPS thì nó sẽ là phần sáng nguyên toàn bộ bàn phím. Khi mà sáng toàn bộ bàn phím này thì chúng ta giữ FN, chúng ta sẽ có 3 cái chữ RGB đổi màu ở đây. Đây chính là cái phần chỉnh màu ở trên trực tiếp trên bàn phím luôn. Chữ B tương đương với là blue, tức là màu xanh dương. Khi mình tăng màu xanh dương lên, đậm lên thì cái bàn phím nó cũng sẽ đổi màu theo, các bạn nhìn thấy không? Đó. Khi mình tắt màu xanh dương luôn thì chỉ còn màu đỏ và màu xanh lá cây, red và green ở đây. Thì khi mình phối hai cái màu này nó sẽ ra màu vàng nha các bạn. Khi mình tăng hết mức màu đỏ và mình tắt luôn thì nó chỉ còn màu green, tức là màu xanh lá cây thôi, rất là đơn giản. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể phối rất là nhiều màu với nhau, ví dụ như là màu xanh với màu xanh lá cây với màu xanh dương thì sẽ ra màu xanh nước biển vân vân, màu xanh là da trời nhé. Đấy, thì cái này rất là đơn giản thôi. Ấn NBS một lần nữa thì chúng ta sẽ có chế độ Printing và ấn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ có chế độ Neon, tức là chế độ đổi chớp tắt và đồng thời đổi tất cả các màu. Và chúng ta sẽ quay lại cái chế độ đầu tiên. Đó, rất là đơn giản thôi. FNSL chính là chế độ chạy chroma, chạy giải đèn LED RGB chạy qua trở lại như này. Mình ấn FN qua phải hoặc qua trái để đổi chiều nha các bạn. Rồi, đây là cái chế độ mình bấm thì nó sẽ tỏa phím ra. Đó. Cái này thì chắc các bạn cũng biết rồi. Mình có thể tăng tốc độ của nó lên bằng FN và dấu cộng. Thì bấm có cảm giác đẹp hơn. FN và SL thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ bấm tỏa ra, nhưng mà tỏa ra xung quanh chứ không phải là tỏa ra theo kiểu hai bên như vậy, mà là tỏa từ nút bấm mình tỏa ra. Đó, các bạn có thể thấy khi mình bấm nút cắt thì nó sẽ tỏa ra như thế này, từ nút cắt tỏa ra.
dưới kia thì nó sẽ bấm, nó sẽ tỏa ra một cái hai bên thôi. Ok, đây là chế độ mà bấm phím nào sáng phím đó. Rất là đẹp. Chế độ này cũng khá là hay, khi mình sử dụng vào ban đêm thì mình thấy rất là thích. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn cần phải sử dụng nhiều thì tốt nhất là nên để sáng toàn bộ bàn phím luôn. Và ấn SN đến nút Home là nó sẽ bấm và tỏa theo một hàng ra hai bên như thế này. Và ấn SN và nút Home một lần nữa thì các bạn sẽ có cái chế độ đó là tỏa, nhưng mà nó sẽ tỏa nhiều màu hơn cùng một lúc. Hồi nãy là tỏa một màu thôi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có các cái chế độ như là chế độ chạy hình con rắn như thế này. Đó. Hoặc là mình có chế độ chạy như một dải màu chạy ngang qua. Đây là sóng, nhưng mà nó là dạng sóng chạy ngang qua như thế này. Mình cũng có thể đổi chiều nó được luôn. Và nó sẽ có 7 màu. Tiếp theo là chế độ cũng là gợn sóng, nhưng mà từ dưới lên hoặc là từ trên xuống. Đó, mình có thể đổi các cái hướng chạy. Đây là chế độ Rainbow. Chế độ này rainy, tức là chế độ mà sẽ là giống như mưa rơi trên bàn phím vậy, nó sẽ rơi ngẫu nhiên. Đó, nó sẽ có ngẫu nhiên các nút, mình có thể tăng tốc độ lên để cho nó nhiều hơn, nó ngẫu nhiên nhiều hơn. Và cuối cùng là chế độ đánh săn mồi, tức là cái này giống như cái game sắn săn mồi mà ngày xưa mình hay chơi đấy. Thì mình ấn FN để mình ấn lên FN cộng thêm chữ PD nữa một lần nữa để mình kích hoạt. Đó. Mình sẽ điều khiển cái con rắn này làm sao để mà có ăn được cái cục trên đây. Mình dùng 4 mũi tên để điều khiển. Tuy nhiên thì cái này chơi rất là khó, mình cũng chưa có thể nào mình chơi điểm cao được. À, đây là những cái phần đề led của con này, khá là ngon. Ngoài ra thì con này nó còn có hỗ trợ bên phần mềm tùy chỉnh nữa, thì cái đấy mình có thể hướng dẫn các bạn ở phần sau. Rồi, ok, về cái phần quan trọng nhất mà các bạn đều muốn xem, đó là cái phần về cảm giác gõ cũng như về cái độ nảy của phím. Mình sẽ cùng cho các bạn xem nhé. Ok, các bạn có thể thấy là cái con đèn led này mặc dù mình đã bật điện lên rồi nhưng mà nó vẫn rất là sáng, đủ để cho các bạn có thể thấy được rõ cái đèn led của nó. Okay, bây giờ mình sẽ thử gõ một đoạn văn bản. Do cái con này đang sử dụng Bluetooth nên là tiếng gõ của nó khá là to và nghe rất là đanh tai. Mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nhé. Các bạn gõ thì nghe tiếng khá là to. Và đặc biệt là cái con này nó có độ nảy rất là tốt. Mình thấy cái độ đàn hồi của nó bấm rất là sướng tay, rất là êm tay. Và các cái nút start của nó thì làm rất là chắc chắn. Nó không hề có nghe cái tiếng đó gọi là tiếng mà xo lọc sọc. Các bạn nghe tiếng cục cục mà giống như là tiếng của các cái phím này đập trực tiếp trên thành của cái blade kim loại này thôi. Vậy tất nhiên về cái phần đánh giá độ gõ cũng như là cái phần đèn led thì mình đều thấy là có khả năng là phải hơn con full lens một chút. Thì giá thành của nó cũng tầm khoảng 850.000 thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái ưu điểm, đó là đèn led RGB, có phần mềm tùy chỉnh. Mình sẽ show cho các bạn xem một số cái đèn led nữa, đó là đèn led về âm thanh, cảm ứng âm thanh. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây chính là cái đèn led cảm ứng âm thanh. Khi mình nói thì nó cũng sẽ nhảy theo. Tương tự như vậy thì khi các bạn mà bật nhạc thì nó cũng sẽ nhảy theo nhạc luôn nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy mình nói thì nó cũng sẽ nhảy theo cái giọng nói của mình, rất là đẹp. Đó. Thì nếu như mà các bạn nào mà có sở thích trang trí cái chỗ mình chơi và cũng như làm việc mà hay quẩy nhạc dance thì có lẽ là nên mua con này, trang trí rất là ok. Ngoài ra thì con này nó còn có sử dụng một cái keycap, nếu các bạn muốn có thể sử dụng cái keycap cloud, nó là nó không nhìn thấy chữ nhưng mà đèn led rất là nổi, các bạn coi clip trước. Đó là những cái đánh giá chi tiết của mình về con bàn phím này. Nếu như các bạn có ý kiến gì về con bàn phím này thì hãy comment, và nếu các bạn thấy có xứng đáng làm đối thủ con full lens không thì cũng cho biết cái suy nghĩ của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.
Bye bye. Okay, bye.